Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì ở cái video này á, em tiếp tục chia sẻ cho mọi người cái thủ thuật cũng như là cái cách để chúng ta nhận được nhiều Bitcoin. Nếu mà may mắn á, anh chị sẽ nhận được là số lượng Bitcoin nhiều và quy cái tiền đô á là tầm giá là 888 đô ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái ứng dụng Satoshi hay còn gọi là BTCS nha mọi người. Đây là cái dự án tốt nhất, uy tín nhất mà em thấy họ cho chúng ta bằng cái đồng Bitcoin và đã bán nha. Em đã bán được cái này là đây, để em vào em cho anh chị xem. Đây là cái Bitcoin gây quay nè. Hôm bữa là em xổ số may mắn là được 8 Bitcoin, quy ra là 88 đô ha. Cái này thì em cũng đã chia sẻ cho anh chị rồi. Thì đối với cái dự án này á, khoảng tháng 8 này nó sẽ bước vào mainnet để chúng ta bán, thì cái giá em nói nó sẽ cao chứ không có thấp. Anh chị nào chưa đào á, chưa có tạo ví, chưa có ép mạng hay là con chắc á, thì ở dưới cái phần mô tả em có để hết, mọi người tranh thủ làm. Thì như thế này, có hai cách để chúng ta nhận Bitcoin, em cũng đã nói rồi ha. Cách thứ nhất á, là anh chị tuyển rep và chúng ta nhận. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ xổ số. Bây giờ như thế này, em xin phép em nhận cái để nó đạt 150 khối là chúng ta không có nhận thêm nữa, tại vì nó ngưng tự động đào. Rồi, thì anh chị giới thiệu ghép đúng không ạ? Mình có ghép thì mình sẽ nhận được Bitcoin. Anh chị sẽ nhấp vào cái phía bên phải cái chữ khai thác này, đó chính là cái chữ mở đào đúng không ạ? Chúng ta nhấp vào đây. Thì khi mà anh chị tuyển được rep á, thì anh chị sẽ vào đây chúng ta thu thập ha. Số lượng thì cũng rất là ít thôi. Mình phải gọi là kiếm tha lâu cũng đầy tổ mọi người, kiểu như vậy. Đó. Rồi cái cách thứ hai á, mà anh chị muốn nhận được Bitcoin theo may mắn á, là chúng ta sẽ vào cái chữ bên đây nè. Có Bitcoin giveaway mọi người ha, chúng ta nhấp vào đây. Thì làm sao để mình nhận được cái phần Bitcoin giveaway này là anh chị phải có ghép, anh chị phải tiện ghép. Em sẽ nói sơ qua rồi sau đó em sẽ hướng dẫn mọi người. Và tại sao em lại ra cái video này ngay ngày Chủ nhật? Thì đó cũng là có cái nguyên nhân ha. Đầu tiên á là họ sẽ cho chúng ta nhận Bitcoin mỗi ngày luôn. Mỗi ngày luôn. Và điều kiện á là chúng ta cần phải có rep. Khi mà anh chị tuyển được một ghép á, là anh chị sẽ được 100 phiếu bầu. Ở đây em được 35 ghép, 35 anh chị ủng hộ với em thì em sẽ được 3.500 phiếu bầu. Đây cũng là cái để em chia sẻ cho mọi người. Một ghép được 100 phiếu, thì trong vòng 100 phiếu đó mình sẽ bầu vô ba cái mục là BTC này. Đó, em sẽ nói sao. Về cái phần thưởng á, thì từ thứ hai tới Chủ nhật, ngày nào cũng có cho Bitcoin hết. Nhưng mà anh chị lưu ý nè, theo thứ tự nha. Từ cái ngày thứ hai tới ngày thứ sáu á, mọi người thấy chữ mon nè, là họ sẽ cho trong đây, tức là tối đa chỉ được có 8 USDT thôi. Bitcoin là phía bên trái nha, là 0.00021039 thì quy ra tiền đô á, là 8 đô. Cái này là từ thứ hai thứ sáu, nếu anh chị tham gia xổ số á, thì chúng ta chỉ nhận như thế vậy thôi ha. Riêng cái ngày thứ bảy sẽ tăng lên, ngày thứ bảy là chúng ta được cái phần thưởng là 0.00231434 là Wiga USDT là mình được 88 đô. Hàng thì cái người may mắn chỉ được 10 người thôi. Còn lại là 8 đô, 1 đô, 0.1, 0.0001 ha. Tương ứng như đó, giá tiền đô càng cao thì số lượng người được may mắn càng ít. Rồi riêng cái ngày Chủ nhật là cái ngày hôm nay, là anh chị thấy sẽ cái cột này phực lên cái màu sáng nè, tức là ngày hôm nay thì á chúng nếu như 5 người may mắn, 5 người may mắn thì sẽ nhận được là 0.02335375 Bitcoin. Thì quy cái tiền đô là khoảng là 888 đô. Nhưng mà chỉ có 5 người thôi. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ nằm trong cái top là được 88 đô là 30 người. 8 đô là được 888 người. Thì cứ thế dài xuống nha anh chị ha. Đó. Nên đó, anh chị mà tuyển được ghép ít đó, thì chúng ta phải để tới ngày Chủ nhật chúng ta làm. Và nếu như anh chị có ghép mà như ngày hôm nay, Chủ nhật mà anh chị không tham gia bỏ phiếu bầu này, thì cái số lượng phiếu bầu này sẽ tự động quỷ, tuần tới nó sẽ tính tiếp ha. Như tuần này em nhận được 35 ghép, là tuần thứ hai tuần sau họ sẽ bắt đầu phân phát cho em 3.500 phiếu bầu. Còn nếu như em có hiện tại là 3.500 phiếu bầu mà em không làm bữa nay, thì tuần sau là cái phần này em mắc. Nói nha anh chị ha, nói rõ để cho anh chị nắm. Rồi thì ngày hôm nay em mới làm á, là em sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách này cũng như là chúng ta may mắn nhận được. Và cái phần này nè là không có ngẫu nhiên nha, cái này là ngẫu nhiên thôi chứ không phải là có cái gì hết.
ngẫu nhiên anh chị có một phiếu, 100 phiếu chứ, ít nhất 100 phiếu thì anh chị vẫn có cơ hội, vẫn có cơ hội, tại vì nó như nó sổ số mà. Rồi ở đây nó có 31 BTC tức là tương ứng với 3 ô. Thì bây giờ anh chị căn cứ vào cái số phiếu bầu mình đang có mà mình bỏ vào đây. Ở đây em chỉ cho mọi người cái cách phẫu thuật nữa. Cái danh sách may mắn này á là mọi người xem nè. Cái danh sách may mắn này đang nằm ở trong cái trang là 88 đô. Anh chị sẽ nhấp vào phải là cái mục là 888. Thì từng rồi á, tức là ngay cái ngày 24 tháng 4 á, là được 5 người, 1 2 3 4 5 ha. Và hiện tại từng rồi nó nằm trong cái OC. Anh chị lưu ý nha, OC thì mình sẽ căn cứ vào đó. Mình sẽ đoán là tầng này nó có thể ra là B hoặc T hoặc là C ha. Mình cũng không biết nó ra ô nào đâu, nhưng mà theo cái chọn lọc tỷ lệ phần trăm á thì từng gọi C từng trước B. Anh chị kéo xuống đây nè, một số cột nữa đó, anh chị thấy cái cột nào nó ra nhiều thì chúng ta loại trừ nó ha. Còn cái cột nào mà nó ít á thì chúng ta sẽ bỏ phiếu vào nó. Thì cái đó là đối với những anh chị ít thôi, còn ít phiếu thôi. Còn như em có 3.500 thì em sẽ bỏ chia đều ra, chứ mình cũng không thể đoán được ha. Xong, tới cái 188 thì ngày hôm nay sẽ được 30 người nằm trong cái 188 này, cơ hội mình rất là nhiều. Thì cái phần 88 này anh chị cũng xem như vậy đó, coi nè, nó BB nè, CC. Thì mình căn cứ mình có thể loại trừ anh chị ha, ngẫu nhiên may mắn mà. Rồi bây giờ á mình tiếp tục mình sẽ bỏ phiếu. Thì bây giờ 3.500. Em đánh thử kiểu an toàn luôn, là em chia đều ra là hai cột, mỗi cột là 1.200 và một cột là 1.100, đúng không ạ? Rồi bây giờ em sẽ nhấp vào B, em sẽ bỏ đây là 1.200 phiếu bầu, em xác nhận. Thì cái phần này nó sẽ bị trừ nha mọi người ha. Rồi tiếp tục chữ T em cũng bỏ là 1.200, em nhấp vào xác nhận. Đó, tiếp tục C, 1.100 là xong. Cái số phiếu bầu mình đã hết. Thì qua ngày sau, nếu mà em có tuyển rep trong tuần này á, thì từng bắt đầu thứ hai họ sẽ hiển thị cái số phiếu lên đây. Nhưng mà anh chị lưu ý nha, nên để tới chủ nhật chúng ta làm, cơ hội của mình cao hơn và cái khả năng mình nhận được cái tiền đô này nhiều. Thì nếu như đây là em đã đặt rồi nha, bây giờ không còn phiếu nữa. Nếu như mà chiều nay gọi là có cơ hội may mắn á, có cơ hội may mắn á, thì em sẽ làm một cái video ha, bán. Nói chung là may mắn được 88 đô hay là 888 đô gì, bất cứ em cũng sẽ làm một cái video hướng dẫn cho anh chị cái cách chúng ta bán, rút và chúng ta bán luôn, như cái sàn Mega Lion hôm qua vậy đó nha mọi người. Rồi, cái dự án này khá là ngon, tương lai cái này nó sẽ là cạnh tranh trực tiếp với Ethereum. Cạnh tranh ở đây là cái giá nha, tại vì họ tuyên bố mạnh một câu là cái giá này sẽ ngang với Ethereum. Và khi mà anh chị chúng ta đào được nhiều hay ít không quan trọng, nhưng mà quan trọng chúng ta có hold và chúng ta có bán ngay cái giá hợp lý hay không. Họ bảo là Salmonet đừng có vội bán, mà em cũng khuyên luôn đừng bán, mình ít thì mình nên hold. Em hiện tại đào rất là lâu mà được có 192 đồng thôi ha, thì mình hold đi. Khi mà cái giá nó mình thấy ok ngon thì chúng ta sẽ bán. Và cái đồng này em nghĩ cái giá nó không ở dưới khoảng là 20 đô đâu, không ở dưới đâu, Salmonet. Rồi, cơ bản là như vậy nha. Anh chị mình đăng ký cái này, dự án này, rồi chúng ta sẽ làm. Nếu mà không được thì cứ bình luận phía dưới, em sẽ trả lời 24/24. Nhưng mà có đôi lúc cái thời gian nó chậm trễ thì anh chị thông cảm nha. Và cái dự án này hiện tại chưa có trên iPhone nha, chỉ có bên Android thôi, theo em biết là như vậy. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta liên kết quý, là anh chị không có liên kết với cái quý chết với lạch nha, chỉ liên kết với cái quý MetaMask. Cái này anh chị nói với em á, là tại sao không được bên quý chết với lạch, thì cái này là từ dự án họ yêu cầu, chứ không phải là do em. Và cái quý MetaMask sau này nó dạng là web 3.0, nó cũng khá là ngon và nó bảo mật cao, thì chúng ta nên lấy cái quý MetaMask theo yêu cầu của họ. Anh chị tranh thủ vào nhận cái khối nha, không nhận là chúng ta sẽ bị thiệt đó. Rồi em xin phép dừng video tại đây nha mọi người.